thế giới, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến với Trung Quốc. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tổng thống Putin kể từ khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ mới. Theo lời mời của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc trong hai ngày, từ ngày 16 đến 17 tháng 5 nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, được xem là đối thủ địa chính trị mạnh nhất của Mỹ. Hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự đêm gala mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nga. Theo dự kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin sẽ trao đổi quan điểm về mối quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực và các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Vào tháng 2 năm 2022, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố mối quan hệ đối tác không có giới hạn khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt sang Ukraine bằng cách chọn trung quốc là điểm đến đầu tiên kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ mới tổng thống putin đã gửi đi một thông điệp với thế giới về những ưu tiên của ông và chiều sâu của mối quan hệ cá nhân của ông với chủ tịch trung quốc tập cận bình trung quốc đã tăng cường quan hệ thương mại và quân sự với nga trong những năm qua trong bối cảnh mỹ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại cả hai nước này